Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần tư vấn của bác sĩ Nguyễn Công Kiểm, trưởng khoa nội tiêu hóa Bệnh viện An Bình Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề cân bằng dinh dưỡng trong dịp Tết. Thưa bác sĩ, tôi năm nay 47 tuổi, bị cao huyết áp, mỡ trong máu cao và gan nhiễm mỡ, hiện đang điều trị uống thuốc mỗi ngày. Bác sĩ khuyên không nên ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, không ăn mặn, tập thể dục mỗi ngày. Như vậy, trong dịp Tết, tôi nên ăn uống như thế nào để có lợi cho sức khỏe? Cảm ơn bác sĩ. Thì trong dịp Tết á, thì thường là mình ăn uống thường nó nhiều hơn này thường ăn uống, và nhiều khi nó mất cân bằng, nó có nhiều chất béo quá cũng có thể không tốt cho sức khỏe. Nhưng tôi nghĩ là ngày Tết của mình chỉ cũng kéo dài chỉ 1 tuần đến 10 ngày thôi, thì bạn không có tiểu đường thì cũng không sợ, bạn chỉ bị cao huyết áp và mỡ máu cao, thì tôi nghĩ là trong vòng 1 tuần lễ hay 10 ngày bạn ăn một chút mỡ nhiều hơn thì cũng không sao đâu. Đó, bạn cứ giữ thuốc điều trị của bác sĩ cho đúng theo toa và cứ ăn Tết thoải mái. Rồi bởi vì ngày thường mình tiết chế như vậy nhiều rồi, nhưng mà ngày Tết đi thăm bà con bạn bè thì ăn một chút cho vui, nhưng mà tiết chế mỗi thứ ăn một ít thôi, và cũng đừng có sợ quá là không kiêng không ăn tí mỡ nào. Nó cũng là mất vui ngày Tết. Vâng, xin chào bạn. Thưa bác sĩ, trong những ngày Tết, nếu do ăn uống bị tiêu chảy thì có thể uống thuốc gì tại nhà để tự điều trị mà không cần đi bệnh viện? Xin cảm ơn bác sĩ. Có thể nó ảnh hưởng đến tính mạng nếu mà không điều trị đúng kịp thời. Còn thông thường thì quý vị ngày Tết có thể dự trữ ở trong nhà những cái viên gọi là nước biển khô ở ngoài tiệm thuốc Tây người ta có bán. Thì khi mà mình tiêu chảy thì mình nên có thể mình pha cái viên nước biển khô vào nước theo cái hướng dẫn và uống để nó bù lại cái lượng nước và điện giải bị mất qua đường tiêu chảy hoặc đường nôn ói, và trong một thời gian ngắn có thể nó sẽ hồi phục lại và cũng không cần phải đi bác sĩ. Trừ trường hợp quý vị thấy là sốt cao, đau bụng nhiều, hoặc là đi tiêu ra máu ra đàm, hoặc là đi tiêu mệt quá, hoặc là ói nhiều nó gây mệt quá, hoặc là người lớn tuổi hoặc là trẻ em thì nên đi bệnh viện để được truyền nước biển bồi lại, bồi phục lại cái nước điện giải đã mất, và cần thì bác sĩ sẽ cho thêm kháng sinh để điều trị vi trùng. Đó là những cái phương pháp bạn có thể tự điều trị ở nhà trong những ngày Tết nếu bị tiêu chảy. Thưa bác sĩ, tôi nghe nói có loại thuốc uống vào khi đi nhậu thì tha hồ ăn chất dầu mỡ mà không sợ bị mỡ trong máu tăng cao. Như vậy có đúng hay không? Như bạn nói là đúng. Có những cái thuốc khi mình ăn vào thì cái thuốc đó nó sẽ uống vào, nó sau khi mình ăn mỡ đó, mình uống cái thuốc đó vào đó, thì cái thuốc đó nó sẽ đối kháng lại những cái men tiêu hóa ở trong ruột mình. Nó làm cho cái thức ăn dầu mỡ mình ăn vào nó không được hấp thu, và như vậy nó sẽ đi tiêu ra ngoài hết. Đó, có những cái thuốc như vậy, nhưng mà người ta thường dùng những cái thuốc đó là để điều trị cho những người béo phì, đó, để hạn chế chất mỡ đi vào cơ thể, và uống cái thuốc đó vào thì nó sẽ gây tiêu chảy, các bạn uống vào sẽ gây tiêu chảy, và cái tiêu chảy cái phân nó sẽ có nhiều chất mỡ, chất dầu ở trong phân, nó cũng gây phiền, chứ không phải là khi bạn đi nhậu uống vào là an toàn. Có thể bạn đi nhậu bạn uống vào đang lúc nhậu có thể bị đau bụng, mắc đi tiêu, cái đó là gây phiền hà. Thì theo tôi, trong những ngày Tết thì nhậu một chút cũng không sao, ăn thêm một chút mỡ cũng không sao đâu. Tại vì nó chỉ có vài ngày thôi, không phải là ăn triền miên. Cái đó nếu mà mình ăn thường xuyên triền miên mà béo phì rồi, thì lúc đó phải có chỉ định của bác sĩ để điều trị bằng những cái viên thuốc như vậy. Thì theo tôi, bạn cũng không nên dùng những cái thuốc như vậy, có thể nó gây phiền hà cho các bạn trong lúc đang nhậu, và có thể nó mắc đau bụng, đi tiêu chảy rất là khổ, nó mất vui cái bữa nhậu đi. Vâng, xin chào bạn.